Chào các bạn. Hôm qua mình đã bắt đầu bán vải. Vì nhà mình đều đi làm cho nên không bán được ngày rằm mùng 1 được. Đành phải bán ngày chủ nhật hôm qua. Vợ mình đi bán lẻ. Thì là 50 các bạn ạ. Cho các bạn trong Tây Nguyên đấy. Vải các bạn đang có giá thì các bạn bán đi, không càng ngày nó càng rẻ. Chúng ta không nên lưu hàng, găm hàng đâu. Bởi vì là vải trong Tây Nguyên là các bạn chín sớm hơn. Sau bây giờ vải Bắc mình là ra rồi. Các bạn mà giữ hàng là các bạn găm hàng là các bạn không, sau mình ra là cạnh tranh là các bạn sẽ không bán được giá cao đâu đấy. Còn đây là hàng loại 1 nhà mình nhé. Hàng tuyển chọn các bạn nhé. Hàng loại 1. Thì giá cả hôm qua vợ mình bán lẻ là hàng nhỏ ở đây khá nhiều. Là 50. Còn mua tại vườn đến nhà mình mua thì mình bán 45 thôi. Đấy, bán 45. Người ta đến cắt người ta cùng mình vặt đấy, 45. Thì hôm nay là mình, đây là cái lô mình làm quà nhá, mình bán làm quà. Thì lô này mình phải lấy 60, gồm 20 cân thôi. Thì bây giờ mình ship hàng, để ship hàng đi cho người mua. Đấy. Quả vải mình nó to hơn ông 42 nhá, thì lấy 20 cân, người ta lấy 20 cân. Mình đi mình ship về còn là kịp đi dạy học. Đây, các bạn quan sát quá trình mình làm nhá. Này, cân đo đồng đếm, cân đo đây. Hàng này là hàng mình gọi là gì nhỉ? Làm quà chứ mình vặt mình bỏ để làm cái lá cho xanh xanh đỏ đỏ đẹp. Chứ mình làm sạch lá quá thì cái làm quà nó không đẹp lắm. Trên mình để lại một tí lá. Còn chúng ta bán xuất khẩu đi Trung Quốc thì chúng ta phải thịt lá nhé, yêu cầu người ta như vậy. Cuống ngắn thịt lá như đây là mình làm quà này. Kể cả chị em người ta mua bán hàng người ta cũng về nó tách ra nó buộc trên đi lá. Chỉ không có lá vải nó buộc lá sạc cừ nó gì đó. Đây làm quà thôi. Thì ung kim trắng thật ra nhiều anh em hỏi là khó làm không? Khó rất khó nhưng hiện dễ rất dễ. Đúng như câu các cụ ngày xưa có nói, nhất nhất nhì phân tam cần tứ giống. Chỉ cần nước thôi các bạn ạ. Cứ đầy đủ nước, giữ ẩm thường xuyên. Là xong rồi, không mà không phun sâu cuống đâu. Còn phân thì đúng rồi. Bón càng nhiều càng tốt, nhưng nhớ là bón mỗi hôm bón một chút đấy. Là bón theo kiểu giải vụ. Đừng bón quá nhiều. Mà nếu chúng ta đã giữ được nước ẩm thường xuyên thì chúng ta bón phân thường xuyên thì cũng chẳng sao cả. Chúng ta tính cái lượng phân cây này, mình bón 5 cân phân chẳng hạn thì mình bón nó, mình giải ra, bón mỗi hôm một tí. Tập như 10 ngày, nửa tháng bón lần. Bởi mình chủ động nhất thì mình cứ rắc. Mỗi lần bón kẹo thì mình rắc. Thì quả vải nó không nứt. Nó không hao hụt mất mát. Mà nó to đẹp như này. Thế thôi, toàn trên ống 42 các bạn ạ. Toàn trên ống 42 thôi. Mình đang cái ống 42 mình đo thử nhá. Hôm nọ mình cắt thử một ống 42 để làm mẫu rồi nhưng mà lại vẫn đâu mất. Cái cân là đây. Thôi cái này vào một cân đi. Đấy, các bạn quan sát này, để đo thử nhé. Đây. Ống 42. Một chùm. Hai chùm. Xếp được cho luôn cái này đi. Ba chùm. Bốn chùm. Năm chùm. 6 chùm, chùm này hơi xanh để trên. 7 chùm để úp lại. Ui, 21 cân. Ê, vừa đúng 20 cân các bạn ạ. 20 cân chứ không trừ không lùi được cân nào nữa. Đúng 20 cân. Thôi mình cũng muộn rồi, cho nên thôi. Hơi tính đúng cân thật. Bì là 1 cân, đúng 20 cân quả thôi. 20 cân quả cũng không còn thời gian đi bật thêm một cân nữa thôi. Đây. Các bạn quan sát nhé, mẫu mã đấy. Đây mình so lại quả cái ống 42 một lần nữa nhá. Đấy, so những quả to là ống 42 không bằng đâu. Đây. Đấy. Các bạn quan sát. Tức là 42 là 42 ly đúng không? Thì 4/2. Thì vải đa số to bằng ống 42.
đây là vải lựa chọn loại 1 nhà mình. Thì vải Tây Nguyên thì các bạn có thời gian cao là giá 70 đúng không nhỉ? 6 mấy 70 ấy. Nhưng bây giờ cũng có lúc 3 mấy, 45, 40. 45, 40. Còn vải này chia sẻ của bạn Nguyễn Xuyến là bán hàng đi mùng 1 là 90, nhưng sau đó xuống 50. Thì nhà mình bán ra ngoài, vợ mình bán lẻ thì là 50. Còn mình đến nhà người ta đến mua thì lấy 45. Đấy. Cập nhật giá cả của các bạn, chia sẻ với anh em và các bạn nhé. Thôi mình dừng video ở đây để mình đi giao hàng. Cảm ơn các bạn xem video.